Chào các em, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại nội dung bài học Phonics 2 Review Short I. Và trong sách Supermice thì chúng ta sẽ học Unit 3 My Face. Phần đầu tiên là phần từ vựng. Trong sách Phonics thì chúng ta sẽ học câu chuyện The Keys. Nào các em cùng đọc nhé. Can Open Knees, use this. Trong sách Supermice thì chúng ta sẽ học những từ vựng liên quan đến bộ phận trên gương mặt của chúng ta. Nào các em cùng đọc nhé. Eyes, ears, nose, face. Tooth, teeth, mouth, idea, easy, missing. Các em lưu ý là sẽ có những bộ phận, chúng ta sẽ có hai bộ phận đó, đó là eye, ear và tooth, số ít, teeth là số nhiều. Chúng ta sẽ có hai mắt, I have two eyes. Chúng ta có hai tai, I have two ears. Và chúng ta sẽ có nhiều răng là I have many teeth. Các em lưu ý là một cái răng mình sẽ đọc là tooth, nhưng nhiều cái răng mình sẽ đọc là teeth. Phần thứ hai là phần cấu trúc. Trong sách Phonics thì chúng ta sẽ học những cấu trúc liên quan đến câu chuyện The Kids. Nào các em cùng đọc nhé. The kid can use ink. He can open a lid. He can open a lid. He can sip and zip. He can sip and zip. This kid needs a beep. This kid needs a beep. Trong sách Supermice thì chúng ta sẽ học câu hỏi đây là cái gì, và em sẽ trả lời đây là bộ phận nào trên gương mặt của tôi. Và chúng ta sẽ có hai mẫu câu. Mẫu câu thứ nhất là số ít, và mẫu câu thứ hai sẽ là số nhiều. Đối với số nhiều thì chúng ta sẽ chỉ vào những bộ phận có hai trở lên trên gương mặt của chúng ta. Nào các em cùng đọc nhé. What is this? What is this? It is my mouth, nose. It is my nose. It is my face. It is my face. It is my mouth. It is my mouth. What are these? What are these? They are my eyes. They are my eyes. They are my ears. They are my ears. They are my teeth. They are my teeth. I've got an idea. I've got an idea. Was missing. Chúng ta có một mũi, một gương mặt và một cái miệng, cho nên mình sẽ sử dụng cấu trúc là it is, và câu hỏi sẽ là what is this. Mình sẽ trả lời là it is. Đối với mắt, tai và răng, chúng ta có từ 2 trở lên sẽ là số nhiều, thì chúng ta sẽ dùng câu hỏi là what are these, và mình sẽ trả lời là they are. Bài tập về nhà, các em hãy học cấu trúc và từ vựng, ghi nghĩa tiếng Việt, làm bài tập trên giấy của thầy giao, chép và dịch câu chuyện một lần. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập phần Supermise, câu hỏi về những bộ phận trên gương mặt của chúng ta.
Nào các em hãy nhìn vào đây. Các em hãy xem là bộ phận nào là số ít, bộ phận nào là số nhiều nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn tập lại từ vựng. Các em hãy cho thầy biết đây là bộ phận gì. What is this? Đây là mũi. Mũi tiếng Anh sẽ là nose. Đây là bộ phận gì? Đây là tai. Tai, chúng ta có hai tai nên mình sẽ nói là ears. Đây là mắt, chúng ta có hai mắt nên mình sẽ nói là eyes. Đây là gương mặt, chúng ta chỉ có một gương mặt thôi cho nên mình sẽ nói là face. Đây là răng, chúng ta có rất nhiều răng cho nên mình sẽ nói là teeth. Và đây là miệng, chúng ta chỉ có một miệng thôi cho nên mình sẽ nói là mouth. Bây giờ thầy sẽ đặt câu hỏi và các em hãy trả lời nhé. What is this? What are these? What are these? What is this? What are these? What is this? Nào, câu hỏi thứ nhất, bức tranh số 1. Thầy đặt câu hỏi là What is this? Vì nó là số ít, nên thầy sẽ đặt câu hỏi là What is this? Thì thầy sẽ trả lời là It is hay là they are? Đúng rồi, chúng thầy sẽ đặt, thầy sẽ trả lời là It is my. Đây là mũi đúng không nào? Chúng ta sẽ nói là nose. It is my nose. Câu hỏi số 2. Đây là gì? Đây là số nhiều đúng không? Mình sẽ đặt câu hỏi là What are these? Và thầy sẽ trả lời là They are my ears. Và các em lưu ý là ears phải có S nha. Ears. Tiếp theo là bức tranh số 3. What? Có hai mắt là số nhiều đúng không nào? Chúng ta sẽ nói là What is this? Mình sẽ trả lời là They are my eyes. Rồi, bức tranh thứ 4 là đợi. Chúng ta chỉ có một gương mặt là số ít đúng không? Thì sẽ là What is this? Thầy sẽ trả lời là It is my face. Bức tranh số 5 thì chúng ta có rất nhiều cái răng, nó là số nhiều nên thầy sẽ hỏi là What are these? Và thầy sẽ trả lời là They are my teeth. They are my teeth. Và bức tranh số 6, đây là cái gì? What is this? Vì có một cái miệng thôi cho nên mình sẽ trả lời